Hello mọi người, Kuni đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một cây hoa trong chấm như thế này ha. Thì cây hoa trong chấm này khi mà mọi người đẩy lên đẩy xuống cái cần gạt này á, thì nó sẽ quay nha. Thì để mà làm một cái hoa trong chấm như thế này, mọi người cần chuẩn bị cho em đầu tiên là một cây kẹo trong chấm. Cây kẹo trong chấm này em có bán nha mọi người. Và mọi người có thể ăn cái phần kẹo này, hoặc là mọi người có thể ngâm vào nước nóng cho nó tan ra, và sau đó mình sẽ có được một cái phôi như thế này để mà mình làm thành cây hoa trong chấm của mình ha. Thì ở đây á, em sẽ sử dụng, em sẽ tận dụng len vụn của em và sẽ dùng là len baby gian. Nhưng mà nếu như mà mọi người có len vụn là Miu hoặc là sợi cô tông Việt Nam, mọi người có thể chập lại cũng được, thì mọi người có thể tận dụng được len vụn ha, tại vì nó tốn rất là ít len thôi. Và kim móc ở đây á, thì em sẽ sử dụng là kim móc Zinlan size 1.8mm ha. Zinlan này thì có rất là nhiều màu, và hiện tại thì shop em có màu vàng, màu đỏ và màu hồng ha. Shop em nhận order nha mọi người, chứ không có hàng sẵn nha. Và nó có cả cán ngắn và cán dài nha mọi người. Thì hôm nay em sẽ test luôn cho mọi người xem cây kim Zinlan 1.8mm này ha. Em sẽ chuẩn bị thêm một ít, mọi người có thể sử dụng cham, hoặc là mọi người có thể sử dụng cái nút này cũng được ha, nút dán này cũng được nha, để mà mọi mình gắn vào cái phần phần tim của phần nhụy hoa á mọi người. Rồi thì để mà gắn được thì mọi người sẽ chuẩn bị cho em là keo. Thì mọi người có thể sử dụng là keo nến, hoặc là silicone, hoặc là em ở đây thì em rất là thích xài cái keo 401, keo dán móng này ha. Thì em cảm thấy là nó khá là chắc hơn là cái loại keo khác. Và mọi người chuẩn bị cho em thêm là một cây kim khâu len nha, để mà mình có thể giấu các cái sợi thừa nha. Rồi và việc thôi. Thì đầu tiên em sẽ hướng dẫn cho mọi người làm phần cánh hoa nha. Phần cánh hoa này thì mình sẽ làm 5 cánh, và bây giờ sẽ làm với màu đỏ nha. Phần cánh hoa thì đầu tiên mọi người sẽ tạo cho em một vòng tròn ma thuật. Mọi người không cần để ý móng tay của em đâu. Móng tay của em kiểu lên hình xấu quá. Đây, mọi người tạo cho em một vòng tròn ma thuật ha. Sau đó mọi người đi cho em là 6 mũi móc đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sau đó mọi người sẽ khép vòng, rút lại thật chặt ha. Sau đó mọi người sẽ đi cho em là mọi người có thể đi là đi kết vòng cũng được, nhưng mà em sẽ đi hình xoắn ốc luôn nha cho nó nhanh. Thì mọi người tiếp theo mọi người sẽ đi cho em là 6 mũi tăng nha. Thật ra thì mọi người hay nói là đi kết hàng á, kết vòng á, nó sẽ dễ hơn, nhưng mà em thì em thích đi xoắn ốc hơn. 2 6 mũi tăng nha. 1 mũi tăng là 2 mũi đơn cùng một chân á mọi người. 3 4 5 và 6. Ở đây nếu như mà mọi người đi xoắn ốc như em á, thì mọi người sẽ dùng cái đánh dấu, mọi người đánh dấu vào mũi cuối cùng ha. Mà tại vì ở đây thì nó cũng ít á, cho nên là em có thể nhớ được nên em không đánh dấu nha. Thì ở vòng thứ 3, mọi người sẽ đi cho em là 1 mũi đơn, rồi tới 1 mũi tăng và lặp lại 6 lần. 1 mũi đơn nè, xong rồi tới 1 mũi tăng. Cho em nhìn cái móng tay của em thấy gớm quá mà em hết acetone rồi, không có tẩy được. 1 này ha, tiếp theo là 1 mũi đơn, xong rồi tới 1 mũi tăng lần thứ 2. Rồi, 1 mũi đơn, xong rồi tới 1 mũi tăng lần thứ 3.
một mũi đơn, xong tới một mũi tăng lần thứ tư, rồi một mũi đơn, xong rồi tới một mũi tăng lần thứ năm, một mũi đơn, một mũi tăng lần thứ sáu, là hết ha. Rồi sau đó mọi người sẽ đi cho em ba hàng, mỗi hàng là 18 mũi móc đơn nha. 3 hàng, mỗi hàng 18 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 và mọi người sẽ lặp lại như vậy thêm 2 hàng nữa nha. Rồi sau khi mà mọi người đã đi được 3 hàng, mỗi hàng là 18 mũi móc đơn thì mọi người sẽ giảm mũi cho em ha. Lúc nãy mọi người đi một mũi đơn, một mũi tăng thì bây giờ mọi người sẽ đi ngược lại cho em là một mũi đơn, một mũi giảm và lặp lại 6 lần nha. Một mũi đơn, xong rồi tới một mũi giảm. Một mũi đơn, xong rồi tới một mũi giảm lần thứ hai. Một mũi đơn, xong rồi tới một mũi giảm lần thứ ba. Một mũi đơn, một mũi giảm lần thứ tư. Một mũi đơn, xong rồi tới một mũi giảm lần thứ năm. Một mũi đơn, một mũi giảm lần thứ sáu. Vậy là mình đã có được còn là 12 mũi móc ha. 12 mũi móc và mọi người sẽ đi tiếp cho em là 2 hàng. Mỗi hàng là 12 mũi móc đơn, không tăng không giảm nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 thêm một hàng nữa nha. Thì ở cái hàng cuối cùng này á, cái hàng thứ hai mà 12 mũi á, thì cái mũi cuối cùng này mọi người đi cho em là một mũi trượt nha. Và mình sẽ kết hàng, mình cắt sợi luôn nha. Rồi mọi người sẽ làm cho em tương tự như vậy, mọi người làm cho em thêm 4 cánh hoa nữa để lát nữa mình sẽ ráp nha. Khi mà mọi người làm đến hàng cái bông thứ năm á, cái cánh bông cánh hoa thứ năm á, thì mọi người sẽ đi đủ cho em là 12 mũi móc đơn như thế này ha. Và lên cái hàng tiếp theo á, để mà mình ráp tất cả cánh hoa lại á, thì mình sẽ đi cho em là 6 mũi móc đơn nha. Đi một nửa thôi. 1 2 3 4 5 6, tức là một nửa của cái cánh hoa thôi. Sau đó mọi người sẽ ráp cho em 6 mũi móc đơn của bên cánh hoa thứ hai nha. Thì mọi người sẽ không bắt đầu từ cái chỗ mà mình đi mũi trượt đâu, mọi người đi ngược lại cho em 1-2 mũi là được. 1 2 3 đi một nửa nha. 4 5 6. Mọi người đi một nửa chứ không phải là mọi người chập lại đâu nha. Mọi người đi một nửa thôi. Thì mọi người sẽ ráp cho em là cứ 6 mũi của cánh tiếp theo nè, 6 mũi của cánh thứ 3 nè. 1 2 3 4 5
6. Rồi tương tự mọi người sẽ ráp cho em cánh thứ 4 và cánh thứ 5 nha. Thì tới cái cánh hoa thứ 5 này rồi, mọi người đi cho em là 6 mũi móc đơn bình thường. Thì bây giờ mọi người sẽ đi nốt cho em 6 mũi móc đơn còn lại của cái cánh hoa thứ 5 này nha. Đi lên, nốt là 1 2 3. Sau đó mọi người sẽ đi cho em tiếp hết phần còn lại của mỗi cái cánh hoa này là 6 6 6 6 ha, và mình sẽ nhét cái phần sợi thừa này vào bên trong nha. Lúc nãy mình đã đi 6 rồi thì bây giờ mình đi tiếp 6 cho nó hết. 4 5 6 cứ như vậy cho đến hết nha mọi người. Rồi sau khi mà mọi người đã đi được đến đây thì mọi người chừa cho em một đoạn sợi dài nha, một đoạn sợi dài tầm 30cm đi. Sau đó mọi người rút sợi. Thì ở đây mọi người sẽ có những cái sợi thừa mà lúc nãy mình để tạm vào bên trong á. Thì bây giờ mọi người lại, hồi nãy em quên á, em bảo mọi người nhét vô, bây giờ mọi người lấy ra giùm em, mọi người cắt bỏ nha. Bỏ hết sợi thừa. Những cái sợi này mình đã đi kẹp cặp và mình đi rồi á, mình móc ở dưới rồi cho nên là nó sẽ không bị sút ra đâu, không bị tuột ra đâu. Rồi sau đó mọi người sẽ luồn cái phần cánh hoa này vào bên trong cái và bên ngoài của cái luồn cái phần phôi này vào bên trong cánh hoa ha. Thì mọi người sẽ mỗi cánh hoa là một cái thanh ha. Rồi khi mọi người ráp như thế này nè thì mọi người sẽ dùng kim, mọi người khâu lại giùm em. Mọi người sẽ dùng kim khâu len, mọi người khâu lại giùm em nha. Mọi người sẽ khâu đính nó lại. Đây, mọi người gập đôi nó lại ở đây, mọi người phải xoay 2. Mọi người sẽ đếm nè. 2 4 6 thì mọi người sẽ ráp cho em một cái mũi thứ 6 nha. Thứ 6 và thứ 7 đó. Hai cái mũi đó để cho nó cân nha mọi người. Mình khâu ráp lại cho nó chính là được. Rồi ở đây á, mọi người sẽ thấy nó khá là lỏng lẻo, nó khá là lỏng lẻo, nhưng mà nếu như mọi người làm sát vô á, thì em sợ là lúc quay á, nó sẽ bị cấn, cho nên là mọi người sẽ dùng cái phần sợi thừa này nè, mọi người sẽ khâu chập hai cái cánh này lại với nhau ha. Mình cứ khâu cho nó dính lại thôi là được ha. Câu chập cái phần hai cái mép của cái cánh lại với nhau để cho nó dính vào cái cây á mọi người. Đây nè, đến cái đoạn mà nó có cái thanh này nè thì mọi người sẽ khâu qua ha. Đây. Đó, mọi người sẽ khâu qua để nó giữ cái cây lại, cũng như là cái cánh hoa của mình á, nó khép lại thì nó sẽ không có bị tuột ra, nó cố định hơn thì nó sẽ đẹp hơn á mọi người. Đó, mọi người cứ khâu như vậy cho đến hết hàng giùm em, hết cái cánh của hết 5 cánh giùm em ha. Đó, cứ khâu như vậy thôi. Thì khi mà mọi người khâu thì nó sẽ chắc hơn ha. Thì khi mà mọi người khâu xong á thì mọi người sẽ dùng cham hoặc là mọi người dùng một cái nút như thế này, mọi người dùng keo mọi người đính lên là xong bông hoa ha.
và em sẽ hướng dẫn cho mọi người làm sang phần lá. Thì phần lá này nếu như mà mọi người không muốn á, thì mọi người có thể làm nó y như phần cánh hoa cũng được. Là mình sẽ không, mình không cần nhồi đâu, mà mình sẽ dán nó vào đây là được ha. Thì bây giờ em sẽ làm sang phần lá nha. Phần lá này mọi người cũng sẽ đi cho em một vòng tròn ma thuật với 6 mũi móc đơn. Vòng tròn ma thuật ha, 6 mũi móc đơn, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó mọi người cũng sẽ khép vòng. Rồi, mọi người sẽ đi tiếp cho em là 6 mũi tăng, tức là 2 mũi đơn cùng chân móc lặp lại 6 lần. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Thì kết thúc cái vòng này mọi người có được 12 mũi móc đơn. Mọi người sẽ đi thêm cho em 3 mũi nữa để được 15 ha. Tức là bây giờ mình sẽ đi 3 mũi móc đơn, 1, 2, 3. Thì mọi người đi cho em 1 mũi tăng. Rồi, 3 mũi móc đơn, 1, 2, 3. Rồi, 1 mũi tăng. Rồi, 3 mũi móc đơn, 1, 2, 3, 1 mũi tăng. Sau đó mọi người kết thúc hàng này thì mọi người đã có được 15 mũi. Và mọi người sẽ đi thêm cho em 3 hàng. 3 hàng mỗi hàng là 15 mũi móc đơn, không tăng không giảm ha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lặp lại thêm 2 hàng nữa nha. Sau khi kết thúc 3 hàng, mỗi hàng là 15 mũi móc đơn không tăng không giảm, thì mọi người sẽ đi cho em 3 mũi đơn, 1, 2, 3. Rồi 1 mũi giảm, lặp lại 3 lần ha. Giảm. Rồi tới 3 mũi đơn, 1, 2. Tới 1 mũi giảm. Rồi lại 3 mũi đơn, 1, 2, 3. 1 mũi giảm. Thì tới đây mọi người sẽ có cho em là 12 mũi móc đơn. Thì bây giờ mọi người sẽ đi cho em toàn bộ là mũi giảm hết ha. Tức là 6 mũi giảm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và mọi người sẽ cắt sợi trừ một đoạn sợi ngắn thôi nha. Sau đó mọi người sẽ dùng một cái kim, mọi người sẽ khép cái vòng lại. Em sẽ hướng dẫn mọi người khép luôn ha. Kim. Thì bây giờ cái mũi móc nó sẽ có hai cạnh, thì mọi người sẽ chỉ dít cái cạnh ở ngoài thôi. 6 cái cạnh ở ngoài, cạnh ở ngoài thôi nha. Nó hơi bị nhòe á. Mọi người lấy cái cạnh ở ngoài thôi nè. Hy vọng là mọi người thấy nha. Đó. Sao nó nhòe dữ ta. Đó, lấy đủ cho em 6 cạnh. Đó. 6 cạnh nha. Lấy bên ngoài thôi. Sau đó mọi người rút là nó sẽ khép lại và nó hơi phồng phồng như thế này luôn. Mọi người không cần phải nhồi gọn ha. Nếu như mọi người muốn nhồi thì mọi người nhồi, em không nhồi. Rồi mọi người sẽ khâu vòng như vậy. Đi vòng như vậy để cho nó cái sợi nó được kiểu nó rắc rối, nó khó bị tuột ra. Rồi mình sẽ cắt ha. Sau đó thì mọi người sẽ dán lên cái
cái cạnh của cái bông của cái que như thế này ha. Tại vì dán thì nó hơi lâu khô như này, em mọi người sẽ dán lên trên của cái nút này, cái cần gạt này một tí nha. Rồi tiếp theo thì sẽ là đến phần thân cây. Thân cây này thì mọi người sẽ làm tương tự như phần lá thôi, tương tự như phần lá, nhưng mà mình sẽ đến cái chiều dài mà mình mong muốn mà mình không có giảm mũi ha. Thì ở đây em sẽ hướng dẫn cho mọi người làm là mọi người cũng đi một vòng tròn ma thuật và đi cho em 6 mũi móc đơn. Cái màu nâu này thì quay video nó khó thấy mũi nên mọi người nghe em đọc là được ha. 6 mũi móc đơn, sau đó mọi người cũng ráp vòng, khép vòng. Thì ở cái đặc biệt là ở riêng cái phần mà mình làm thân này thì mọi người đi cho em là mọi người kết hàng nha, tức là mọi người đi cho em một mũi trượt vào cái chân móc đầu tiên. Mọi người làm thật là chặt tay thì cái mũi trượt nó sẽ đẹp nha, cái phần nối nó sẽ đẹp. Rồi mọi người kéo sợi lên, sau đó mọi người đánh cho em một bính, rồi mọi người đi cho em 6 mũi tăng, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi mọi người cũng sẽ đi một mũi trượt để mọi người kết vòng. Và cái mũi trượt thì mọi người luôn luôn đi rất chặt tay cho em nha, rất là chặt tay. Thì nếu như mà mọi người đi, mọi người xài mil 1 á, thì em nghĩ là sợi nó to nên mọi người có thể dừng ở đây. Còn ở đây là baby da nên mọi người đánh thêm cho em một bính, mọi người đi thêm cho em một vòng là 3 mũi đơn, 1 mũi tăng, giống với lá đó mọi người. Thì em thấy là làm bằng cái sợi baby da này á, thì nó sẽ là hợp nhất. Nhưng mà nếu như mà mọi người làm bằng sợi khác á, thì mọi người có thể tự canh mọi người chỉnh sao cho nó phù hợp ha. Tại vì em cũng không thể nào mà em test bằng tất cả các loại sợi được á, nên là mọi người có thể thêm hoặc bớt ra đó cho nó phù hợp với lại cái sợi mà mình sử dụng nha. Rồi mọi người đi cho em một mũi trượt. Thì bắt đầu từ hàng tiếp theo mọi người sẽ đi cho em toàn bộ là mũi đơn, không tăng không giảm nha. Và mọi người sẽ đi cho em là tổng cộng nè, tới đây nè, là tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Và tổng cộng ở đây là em đi 17 hàng. Tính cả ba cái hàng vừa rồi là mọi người đi thêm cho em là 14 hàng. Nhưng nếu trong trường hợp mà cái mũi của mọi người, mũi móc mọi người ngắn á, thì mọi người sẽ đi thêm ha. Mọi người đi thêm sao để mà nó che hết được cái phần cán này cho em là được ha. Che hết cái phần cán này cho em là được. Sau đó mọi người sẽ cho cái phần keo nó đính vào cái phần 1/3 này thôi. Lên đây nó sẽ bị lộ nha. Đó, rồi. Vậy là mọi người sẽ hoàn thành được cái cây trong trống này ha. Rồi đây là thành quả sau khi mà mọi người đã khâu cái phần cánh ha, và mọi người dán cái phần lá cũng như là dán cái phần thân ha. Cái phần thân này thì như em đã nói là mọi người sẽ làm sao cho nó cover được cái phần, tới cái phần có cái gờ này là được nha. Và chúng ta sẽ có được một cái trong trống như thế này. Vâng, mọi người đã xem hết video của em. Còn nhiều video khác nữa mọi người, nếu muốn học móc thì cứ follow kênh của em nha. Cảm ơn mọi người.